Thư Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thư Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 564 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rể tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Ngạo Hồng Hòa bị thiêu cháy, nhìn chất lỏng sẫm màu trên người của Ngạo Hồng Hòa, Phan Lâm khẽ nhíu mày. Dị hỏa sau. Ngạo Hòa Vân nhìn chăm chú vào Phan Lâm, lạnh lùng nói. Nếu như ngươi có công pháp này thì không loại trừ hiểm nghi, chính ngươi đã sát hại thiên sương. Sự nghi ngờ của ngươi càng lớn. Vậy thì sao chứ? Ngươi nhất định phải giết sao? Ngạo Hòa Vân quay người khàn giọng nói. Vậy được rồi, dù sao thì Hàn Mai cũng đang quay video lại, cho nên ta sẽ đánh cược với thế gia của các người một lần mọi người ở đây nói gì và làm gì đều sẽ được điện thoại này ghi lại nếu như ngươi có thể giết chúng ta để diệt khẩu thì tất nhiên cũng có cơ hội phá hủy điện thoại xóa sạch bằng chứng như vậy thì mọi thứ xảy ra ở đây sẽ không ai biết được phan lâm cười nhẹ nhưng ngược lại nếu như các người thua, thì cho dù ta không thể giết hết đám người các người, nhưng ít nhất ta sẽ đem điện thoại di động này và đoạn video này giao cho thế gia xử trí. Đến lúc đó, hậu quả thế nào phải hỏi người của xương mạch nhất tộc các ngươi rồi. Lời này vừa rơi xuống đất, tất cả mọi người đều dừng sốt. Ngay cả Ngạo Hòa Vân cũng dừng lại. Ngạo Hắn Mai chợt nhận ra, thảo nào Phan Lâm kêu cô ta quay lại sự việc bằng điện thoại. Thì ra, Phan Lâm dùng nó là để răn đe những người này. Chiếc điện thoại này đã quay lại tất cả diễn biến, nếu như Ngạo Hỏa Vân không đồng thủ thì việc hôm nay sẽ xem như xung đột cũng không có gì to tát, nhưng nếu như hai bên chính thức đồng thủ với nhau, lại là do phía Ngạo Hỏa Vân ra tay trước, nếu như bọn hắn có thể tiêu diệt Phan Lâm thì mọi chuyện xem như không thành vấn đề gì, nhưng nếu như không thể tiêu diệt được Phan Lâm thì lúc đó video trong điện thoại di động sẽ truyền đến thế tộc, kết quả không phải bàn rồi, tất cả mọi người trong xương mạch nhất tộc đều phải chịu trách nhiệm. Việc giết hại tộc nhân có tính chất rất nghiêm trọng. Nếu như điều này xảy ra, xương mạch nhất tộc nhất định sẽ bị đàn áp, không biết bao nhiêu người sẽ phải chết chung. Ngạo Hòa Vân do dự một lúc. Ngạo Hòa Vân, hôn phu của ta không phải là kẻ tầm thường. Người nên nghe lời của hắn đi. Khi liên minh vây công thiên thần Sơn, Diệp Viêm lấy cảnh giới cấp bậc lục địa thần tiên để áp đảo quần hùng, đánh cho các quần hùng đại bại. Nhưng khác với bọn họ, liên minh kia, chính hôn phu của ta căn cơn sóng dữ, nỗ lực ngật lật ngược tình thế. Nhưng khác với bọn người liên minh kia, chính hôn phu của ta đã căn sơn sóng dữ, nỗ lực lật ngược tình thế. Đơn độc chống lại Diệp Viêm, hắn có thể chống lại cảnh giới lục địa thần tiên, thì các ngươi có cơ hội giết hắn hay không đây? Ngạo hắn mai lạnh lùng nói, cái gì? Hắn một mình đơn độc chiến với lục địa thần tiên sao? Diệp Viêm không giết được hắn sao? Thật vậy sao? đám người của sương mạch nhất tộc đều sững sờ đặc biệt kinh hãi nhưng ngạo hòa vân thì lại khôi phục bình tĩnh hắn lẳng lặng nhìn hai người thật lâu sau mới khản giọng nói ta không thích người khác uy hiếp ta nếu như người đã mở một trận đánh cược vậy thì chúng ta cùng đánh cược một lần đi ngạo hắn mai hô hấp bỗng nhiên rung động bàn tay cầm điện thoại cũng không khỏi run lên ngạo hòa vân người có thể chống lại người đã độc chiến với lục địa thần tiên sao Ngạo Hàn Mai nghiến răng hét lên, cố gắng làm cho Ngạo Hòa Vân thay đổi sự chú ý, nhưng Ngạo Hòa Vân lại lắc đầu. "Ta đã lệnh cho người đêm qua đã kiểm tra chi tiết về vị hôn phu tương lai của ngươi, cùng diễn biến của toàn bộ chuyện trận chiến đó. Lâm Minh Chủ của ngươi thật ra cũng không mạnh như người ta nói. Sở dĩ hắn có thể đọ sức với cái giới Lục Địa Thần Tiên, chính là nhờ hắn đã trộm được thuật pháp trận của Lôi Trạch Thiên Các, dựa vào trăm vạn người bố trí mấy chục đại pháp trận để hỗ trợ" thể chất cho hắn ta. Nói đơn giản, hắn chỉ biết tận dụng cơ hội, đầu cơ trục lợi thôi. Ấy vậy mà chỉ có thể giữ chân lục địa thần tiên, chứ không thể hoàn toàn tiêu diệt. Nếu như hắn muốn giết được cảnh giới lục địa thần tiên, thì chính là chuyện khó như lên trời vậy. Bây giờ, không có trăm vạn người hỗ trợ pháp trận cho hắn ta, cũng không có linh đan diệu dược. Chỉ vậy thôi, hắn làm sao đủ sức mạnh để so với ta đây? Ngạo Hòa Vân nhẹ giọng nói sau vài lời dường như hắn đã nhìn thấu được cả người của phan lâm còn người của ngạo hàn mai run lên vẻ mặt chợt ngưng trọng lại vốn dĩ cô ta muốn dùng kỷ lục của phan lâm để tung đòn uy hiếp những người này nhưng không có hiệu quả chút nào thực ra ngạo hàn mai cũng nghĩ như vậy nếu như bọn họ thực sự muốn đánh nhau thì tình hình có vẻ như phan lâm cùng với ngạo hòa vân chính là kẻ tám lạng người nửa cân không ai thua kém ai xét cho cùng nhóm người do ngạo Hòa vân dẫn đến đều là tinh hoa của xương mạch nhất tộc dị hỏa của ngươi rất lợi hại sao ngạo Hòa vân cất bước đi về phía phan lâm vậy thì hãy thử dị băng của ta xem thế nào dị băng sao phan lâm cau mày đây là lần đầu tiên phan lâm nghe được từ này giết sau tiếng hét của ngạo hỏa vân tất cả những người của ngạo tuyết thế gia xung quanh đều xông vào Ngạo Hán Mai không còn bất kỳ ảo tường nào nữa, rút kiếm nghênh chiến. Cả hai bên lao vào đánh nhau. Đột nhiên lúc này, Ngạo Đại Nhĩ chợt tỉnh dậy, hắn lặng lẽ trốn sang một bên. Đồng kết! Ngạo Hòa Vân vẫy tay trên không, hét lên. Đột nhiên từ trên mặt đất dưới chân Phan Lâm, mọc ra mấy cái quỷ trào, đem thân thể của hắn ta đông cứng lại. Sát chém! Ngạo Hòa Vân lại hét lên một tiếng nữa, hai tay giơ lên đỉnh đầu, khoanh tay lại. Trong lòng bàn tay hình thành một lượng khối băng đen nhánh, nhanh chóng ngưng tụ thành một phiến băng cực lớn, chém về phía Phan Lâm. Cùng lúc đó, trên thân thể của Phan Lâm phóng ra một lượng lớn dị hỏa, làm tan chảy băng tuyết xung quanh, những khối băng giam cầm cơ thể của Phan Lâm cũng đồng thời bị tan chảy thành nước, nhưng tốc độ tan chảy rõ ràng là chậm hơn rất nhiều so với những khối băng khác. Phan Lâm nhặt Thiên Sinh Đao lên, chờ tay chém tới. Thiên Sinh Đao không giết người, nhưng hỏa diễm trên thân Đao thì lại đáng sợ, giống như một con rồng lửa gầm thét, lao thẳng tới chỗ Ngạo Hỏa Vân. Biết được sức mạnh của dị hỏa, Ngạo Hỏa Vân không dám vận khí, tung ra hai trường. Bằng đào trong tay Ngạo Hỏa Vân hình thành một tảng băng cực lớn, đè ép về phía Phan Lâm. Ở dưới nhiệt độ cao đáng sợ của dị hỏa, tảng băng nhanh chóng bị tan chảy ngay lập tức một lượng lớn chất lỏng sẫm màu tràn ngập khắp con đường mòn. Lâm Minh Chủ, ngạo Hán mai bị Hồng Thủy cuốn lấy, không khỏi hét lên, Phan Lâm khẽ ghé, ghé mắt nhìn lại. Mới phát hiện, ngạo Hán mai bị tấn công từ cả hai phía. Cô ta đã được Phan Lâm trị liệu nên Tu Vi đã giảm sút đáng kể. Hiện tại, còn một mình chống lại tất cả cao thủ của xương mạch nhất tộc. Đương nhiên, một cây chẳng chống vững nhà. Nếu như trận chiến này cứ tiếp diễn, thì e rằng ngạo Hán mai sẽ không giữ chân được bao lâu nữa. Ánh mắt của Phan Lâm hơi ngưng tụ, không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp kích hoạt sức mạnh thăng thiên, chuẩn bị giết chết ngạo hỏa vân. Kim Long hồng bông bay ra, đâm vào người Phan Lâm. Trong phút chốc, sức mạnh của Phan Lâm tăng vọt, cả người cứ như ma thần hồi sinh. Thế nào? Ngạo Hòa Vân cao mày như thể cảm nhận được áp lực, nhưng chỉ thấy Phan Lâm nhón chân một cái, cả người hắn nhẹ nhàng như lá bay trong gió, tung người lên không trung, sau đó liền chém một nhát đào. Một ngọn lửa nhỏ từ mũi đao trong nháy mắt đã biến thành một biển lửa lớn, nuốt chừng lấy đám người Ngạo Hòa Vân. Khuôn mặt của Ngạo Hòa Vân đông cứng lại, lùi lại thật mạnh, nhưng biển lửa này giống như miệng của ác ma vậy, vô tình bao phủ cả người của Ngạo Hòa Vân. Ngăn lại cho ta! Ngạo Hòa Vân thần sắc khó xử, lập tức hét lớn. Hai người trong xương mạch nhất tộc không biết sức mạnh đáng sợ của dị hỏa, nên đã sông tới thôi động khí kình nhằm ngăn cản ngọn lửa kia nhưng làm thế nào để sức mạnh của họ có thể chống lại với sức mạnh phi thăng chứ? <laughs> biển lửa nuốt qua, hai người trực tiếp hóa thành cho tàn, chết không toàn thây. Những người còn lại thấy thế, tất cả đều chết lặng. Ngạo Hòa Vân nhân cơ hội này để né tránh. Khi biển lửa tan biến, mọi thứ đi qua đều bị thiêu đốt sạch sẽ, trơ trụi. Những người còn lại nhìn đến tê cả ra đầu. Hòa Vân đường ca, người này thật lợi hại một người lòng còn sợ hãi rung động nói không cần lo lắng trong mắt ta hắn chẳng qua cũng chỉ như gà đất chó sành thôi ngạo hòa vân khịt mũi trực tiếp lấy từ trong cơ thể ra một thứ giống như phong linh nhìn vào tình hình này đã đến lúc phải sử dụng con át chủ bài băng hồn chuông ngạo hàn mai sắc mặt đại biến khẩn trương nói lâm bình chủ đi nhanh lên Phan Lâm liếc xéo cô ta một cái nhưng không nhúc nhích. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng thét trói tai, sắc bén vang vọng cả ngọn núi. Mọi người dừng lại nhìn lên, chỉ thấy một bóng người từ trên đỉnh núi rơi xuống, đáp xuống sườn núi cách đó không xa. Đưa mắt nhìn lại, là ngạo vi âm. Chị gái! Ngạo hàn mai hô hấp bỗng nhiên rung động. Thời khắc này, ngạo vi âm máu me khắp người, khí tức suy nhược, rõ ràng là đang bị thương nghe được thanh âm ngạo vi âm quay đầu nhìn một cái lập tức vọt đến nắm lấy tay của ngạo hàn mai quát khẽ mau mau theo ta xuống núi chị chuyện gì xảy ra vậy chị thật sự đi săn băng tinh chim sao ngạo hàn mai ngạc nhiên nói đừng hỏi nhiều như vậy đi mau ngạo vi âm dường như không muốn giải thích không ngừng quát khẽ muốn dùng sức đưa ngạo hàn mai đi đi sao ngạo vi âm nếu người đã đến đây rồi vậy thì cùng bọn chúng chôn xác ở đây đi Ngạo Hòa Vân từ tốn nói, trong mắt nhộn nhạo một vòng khoái ý. Nhưng ngạo vi âm phớt lờ hắn ta, kéo ngạo hắn mai rời đi. Muốn chết sao? Những người khác trong xương mạch nhất tộc tức giận, họ muốn ngăn ngạo vi âm lại. Nhưng tại thời điểm này, một lượng lớn khối băng từ trên núi rơi xuống. Sau đó một bóng người khổng lồ che khuất phía bên này của con đường mòn. Tất cả mọi người run lên bần bật, ngẩng đầu đưa mắt, chỉ thấy một con chim băng phượng to lớn, kích thước lớn đến độ có thể che đi áng mây và tia sáng mặt trời, nó xuất hiện trên đỉnh đầu của mọi người. Đây là đây là băng tinh chim sao? Không thể, hoàn toàn không thể, băng tinh chim không bao giờ có thể lớn đến thế này. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trên Hàn Sơn này khi nào thì xuất hiện một con quái vật như vậy chứ? Làm sao thế này? Mọi người đều giật mình, cảm nhận được khí tức tỏa ra từ con băng phượng kia, mọi người không khỏi run rẩy hoảng sợ. Đi thôi." Ngạo Hòa Vân cũng ý thức được uy hiếp thấp giọng quát, muốn dẫn người rời đi. Phan Lâm hai mày nhíu chặt lại, cảm giác được sự khủng bố từ Băng Phượng cũng muốn rời đi, nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị nhấc chân thì một viên phong linh đột nhiên bay tới, đánh thẳng vào người hắn. Hơi thở của Phan Lâm run lên, hắn lập tức nhận ra phong linh này chính là thứ trong tay của Ngạo Hòa Vân lúc nãy, vội vàng né tránh, nhưng phong linh chưa kịp chạm vào hắn thì nó đột nhiên nổ tung một lượng lớn hàn khí bí ẩn và huyền diệu bao phủ khắp cơ thể hắn. Phan Lâm khẩn trương thôi động dị hỏa, nhưng đã quá trễ rồi. Khí tức lạnh lẽo này có thể chống lại cả dị hỏa, đóng băng thân thể của hắn ta, khiến hắn khó có thể nhúc nhích. Không tốt rồi, tì tì, Lâm mình Chủ gặp nguy hiểm, ta phải cứu hắn. Ngạo hắn mai vừa sơ tán đến đây, sắc mặt thay đổi, lập tức hét lên. Muộn lắm rồi, Quái điều kia đã xuống tới đây, nếu như bây giờ muội qua đó thì lập tức trở thành thức ăn trong bụng của nó thôi. Ta biết là mình chủ đối với muội quan trọng như thế nào, nhưng bây giờ còn cơ hội rời đi thì vẫn còn cơ hội tìm người khác chữa trị hàn giang cô huyết cho muội. Đi thôi. Ngạo vi âm quát khẽ, cưỡng ép mang ngạo hàn mai đi. Ngạo hàn mai vùng vẫy, nhưng vào lúc này cô ta bị thương nặng, không thể thoát khỏi ngạo vi âm, huống chi là cứu phan lâm cô ta chỉ có thể mở to hai mắt tuyệt vọng nhìn phan lâm cơ thể đang dần dần bị đóng băng khóe mắt chảy xuống dòng lệ nóng nếu như phan lâm chết cô ta cũng không còn đường sống nữa phan lâm chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn ngạo hắn mai bị cưỡng ép lôi đi hít sâu một hơi biết cô ta cũng không thể giúp gì cho mình vào lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình thôi hai mắt của phan lâm nhíu chặt lại lập tức thúc giục dị hỏa bao phủ toàn thân ý muốn làm tan băng trên người Đúng lúc này, băng phượng trên đầu bầu trời đã khóa chặt Phan Lâm trực tiếp xả xuống. Đôi cánh to lớn đang giang rộng, che ngộp mây trời, cả người giống như thiên thạch lao thẳng tới. Cú chạm này đủ để đánh tan nát toàn bộ Hàn Sơn. Lúc nãy, ngạo vi âm đi săn là để giết loại quái điều này. Đây là thứ mà con người có thể giết sao? Phan Lâm thầm nghiến ra nghiến lợi, phóng ra toàn bộ dị hỏa trong cơ thể. xương giá trên người hắn tan ra từng chút một, nhưng đây rõ ràng không phải là khối băng bình thường cho dù phan lâm có thôi động dị hòa đến cực hạn tốc độ tan chảy của những khối băng này cũng vô cùng chậm dưới sự thôi động dị hòa đến cực hạn của phan lâm hai cánh tay cuối cùng cũng có thể cử động nhưng đôi chân thì vẫn như cũ không thể cử động được phan lâm lại dồn hết sức mạnh lần nữa không có kết quả mà tại lúc này bằng phượng đã đáp xuống hai bóng vuốt mạnh mẽ quắp về phía phan lâm không trung đang dung truyền sức mạnh vô song dường như muốn phá tan cả vũ trụ Phan Lâm nhíu chặt hai mắt, trốn không kịp nữa rồi. Chuyện đã tới nước này, chỉ có thể đón đợi cái chết thôi. Phan Lâm nâng hai cánh tay lên, vận sức chờ phát động, ánh mắt rắn chặt vào móng vuốt kia. Mặt đất xung quanh hắn tan nát bởi áp lực do băng phượng hạ xuống. Trong khoảnh khắc này, sức mạnh của trí tôn cốt toàn bộ được bộc phát. Băng Phượng lại kêu lên một tiếng thê lương, như cảm nhận được tinh thần chiến đấu của Phan Lâm, những móng vuốt đáng sợ hung hăng đánh tới. Cuối cùng, một tiếng nổ vang rung truyền trời đất lan ra khắp nơi. Hàn sơn nổ tung, mặt đất chấn động, sương mù bao phủ bầu trời. Tất cả mọi người của ngạo tuyết thế gia hoang mang chú ý, ai nấy đều nhìn về hướng Hàn Sơn. Những người ngạo tuyết thế gia rút gọi Hàn Sơn, tụ tập ở cổng thành, Lúc này, mặt đất vẫn đang rung chuyển. Những gương mặt đầy sợ hãi tràn ngập toàn thành trì của ngạo tuyết thế gia, chạy ra khỏi thành càng ngày càng nhiều. Chuyện gì xảy ra thế? Hàn Sơn xảy ra chuyện gì vậy? Có phải là động đất không? Không giống như vậy. Mọi người xì xào bàn tán. Cùng lúc đó, người của những nhất tộc và người trong thế gia cũng đổ xô đến cổng. Các người không sao chứ? Ngạo Ly Phượng cưỡi ngựa chạy ra khỏi thành, nhìn các đệ tử rồi hét lên. Hồi bầm đại nhân, chúng tôi không sao cả đám người nhào nhào nói chuyện gì đã xảy ra ở phía đó vậy ngạo ly phượng nhìn hàn sơn lạnh lùng hỏi nhưng không ai biết tất cả đều lắc đầu chúng tôi cũng không biết lúc tôi còn ở hàn sơn đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển cho nên tôi đã vội vàng rời đi thế ra đại nhân hình như tôi đã nhìn thấy một con chim lớn nó trông giống như phượng hoàng vậy thật đáng sợ ta cũng nhìn thấy có phải ở phía tây ngọn núi không vâng 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 ngay phía tây của ngọn núi thật đáng sợ Mọi người đang bàn tán xôn xao, Còn chim lớn sao? Ngạo Ly Phượng nhíu mày, suy nghĩ một chút, Còn chim đó lớn cỡ nào? Đôi cánh dang rộng, đủ để che cả mây trời, cơ thể ước chừng dài hơn 100 thước. Quả thực là có một con băng tinh chim sống ở trên đỉnh núi này, nhưng kích thước của nó không lớn như vậy. Ngạo Ly Phượng hàn giọng, "Thế ra đại nhân, có thể nó đã bị biến dị rồi." Bên cạnh có người nhỏ giọng nói, "Có lẽ có khả năng này." Ngạo Ly Phượng hít một hơi thật sâu, hằn giọng nói, còn băng tinh chim sống ở Hàn Sơn này cũng đã từ 500 năm trước. Bất kể kẻ nào đến gần đỉnh núi sẽ bị nó tấn công. Như thể nó đang canh giữ một thứ gì đó vậy. Ta lần trước một thân một mình lên đỉnh núi, nhìn thấy một bông hoa lạ chưa nở trên đỉnh núi. Thật không may, chỉ tiếc ta đã bị băng tinh chim phát hiện. Không những vậy mà còn bị nó tấn công nên không thể quan sát cận cảnh được. Thật tiếc, ta nghĩ con băng tinh chim này đã ngấu nghiến bông hoa đó rồi. Cơ thể bị biến dị mới có kích thước khổng lồ đến như vậy. Người xung quanh nghe xong thì bỗng nhiên tình ngộ. Thế ra đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bằng tình chim có thể đến giết chúng ta không? Ta không biết. Nhanh lên, báo động toàn thành. Đề phòng nếu như nó thật sự tới thì dốc toàn lực giết chết nó. Vâng. Người của ngạo tuyết thế ra bắt đầu bố trí phòng ngự. Mà tại lúc này, đoàn người lục đục ngo ngoe trở về là Hòa Vân Đại Ca. Có người hô lên, chỉ thấy Ngạo Hóa Vân cùng một đoàn người đầy bụi đất bọt tới trước cửa thành. Ngựa của nhiều người đã chết rồi nên hiện giờ chỉ có thể đi bộ. Thế gia đại nhân, bằng tình chim kia đã bị biến dị, hiện tại nó chuẩn bị xuống núi. Ngạo Hóa Vân nhìn chằm chằm Ngạo Ly Phượng, trầm giọng nói. Đúng như ta đoán. Ngoài ra, còn một chuyện nữa. Mời thế gia đại nhân vì bọn ta làm chủ. Ngạo Hóa Vân bất ngờ cựu xuống dưới chân của Ngạo Ly Phượng. Mọi người phía sau cũng quỳ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng, trong lòng vô cùng đau đớn. Ngạo Ly Phượng sững sờ, mọi người đều giật mình. Hỏa Vân, người làm sao vậy? Nếu như ngươi có chuyện muốn nói thì cứ nói đi, ta sẽ làm chủ cho người Ngạo Ly Phượng lật người xuống ngựa, lập tức nâng Ngạo Hỏa Vân lên. Lại thấy trong mắt của Ngạo Hỏa Vân đầy sự thận thù, hắn thầm nghiến răng khản giọng nói lâm minh chủ hóa ra lâm minh chủ thật sự là kẻ giết đệ đệ ngạo thiên sương của ta hắn cùng với ngạo hàn mai cấu kết với nhau làm việc xấu mưu hại em ta dụng ý vì ngạo hàn mai mà dọn sạch những kẻ có thể tranh đoạt vị trí gia chủ vừa rồi ở trong hàn sơn cô ta đã cố ý đồ liên hợp với văn lâm và ngạo vi âm cùng nhau chờ sẵn để ám sát ta cái gì toàn hiện trường lập tức náo động có thật như vậy không ngạo ly phượng cũng kinh ngạc thế ra đại nhân mời xem Ngạo Hòa Vân nghiêng đầu quát khẽ, người phía sau lập tức nhấc lên một thân hình cháy đen, đó chính là Ngạo Hòa Hồng. Mọi người thở dốc không thể tin được. Thế ra đại nhân, ngài nên biết rằng Ngạo Tuyết gia tộc chúng ta hoàn toàn không luyện được công pháp hệ hỏa. Bây giờ Ngạo Hòa Hồng đã bị cháy thành than như thế này, ai có thể làm được chuyện này chứ? Ngạo Hòa Vân giọng nói ngưng tụ, không ai khác ngoài Phan Lâm. Tên đó nắm giữ dị hỏa, trời sinh tương khắc với công pháp hệ băng của chúng ta. Còn ngạo hắn mai kia, người thông đồng với Văn Lâm muốn giết chúng ta nếu như huynh đệ Hỏa Vân Đại Ca phản ứng kịp mà đưa chúng ta ra khỏi vòng vây, e rằng tất cả chúng ta đều đã chết dưới Hàn Sơn. Thế gia đại nhân, xin hãy làm chủ cho chúng tôi. Thế gia đại nhân, xin ngài hãy làm chủ cho chúng tôi. Những người của xương mạch nhất tộc lần lượt bật khóc, hai mắt của ngạo ly phượng nhíu chặt lại, lặng lẽ gật đầu. Không ngờ bọn chúng lại vô pháp vô thiên đến như vậy. Hòa Vân, đừng lo, ta sẽ gọi người áp giải bọn chúng đến ngay, đợi bắt ngạo hàn mai và ngạo vi âm đến, ta thẩm vấn ngay lập tức. Không thể thẩm vấn, bọn họ quỳ kế đa đoan, nếu gặp mặt, nhanh chóng giết chết bọn họ. Đám người xương mạch nhất tộc vội vàng nói, ngạo Hòa Vân sầm mặt lại, lập tức trứng mắt nhìn người đàn ông. Người đàn ông sững sờ một lúc, vội vàng cúi đầu xuống. Giết người vội vàng như vậy sao? Định bịt miệng sao? Một giọng nói lạnh lùng phát ra, chỉ thấy tộc trường của Diệp Mạch nhất tộc dẫn cả tộc đi tới. Ngạo Diệp, người tới đúng lúc lắm, vừa rồi có nghe nói chuyện gì xảy ra không? Ngạo Ly Phượng nhẹ nói, đã nghe. Ngạo Diệp khẽ nói, Ngạo Hòa Vân, những gì ngươi nói cũng chỉ là lời nói một phía thôi. Nếu như ngươi có bằng chứng cho thấy hai nữ nhi của ta thông đồng với Lâm Cô Gia thì lấy ra đi. Đừng nói là bọn nó, ngay cả ta, tộc trường của Diệp Mạch nhất tộc cũng sẽ cho ngươi một lời giải thích. Nhưng nếu như người không thể đưa ra bất cứ bằng chứng nào, có nghĩa là người đang vụ oan cho diệp mạch nhất tộc của ta. Đừng thấy rằng tộc của ta không mạnh bằng tộc của ngươi mà các người có thể ăn nói hàm hồ như vậy. Một khi liên quan đến danh sự, chúng ta quyết sẽ không lùi bước. Đúng, không bao giờ lùi bước. Muốn đánh thì đánh, tại sao lại đổ nước bẩn lên người chúng ta? Tiểu thư của chúng ta sao có thể làm chuyện như vậy chứ? Người của Diệp Mạch nhất tộc hét lên. Ngạo Hòa Vân vô cảm đứng thẳng dậy đã nói như vậy thì chúng ta hãy chờ xem. đúng lúc này ngạo hán mai và ngạo vi âm khó khăn đi về phía ngạo tuyết thành nhưng khi đến gần ngạo tuyết thành ngạo vi âm lại ngưng tủ nói chúng ta đi con đường khác chị tại sao chứ ngạo hán mai lau nước mắt trên khóe mắt khàn giọng hỏi với sự hung ác của ngạo hỏa vân hắn ta sẽ không để cho chúng ta trở về thành trì an toàn hơn nữa trong tay muội lại có bằng chứng về việc hắn ta ra tay sát hại tộc nhân nếu như muội quay lại an toàn đưa ra bằng chứng chống lại hắn ta hắn ta sẽ bỏ qua cho muội sau ta đoán rằng hắn đã định bố trí phục kích ở trên đường đi chúng ta nhất định phải đi đường vòng ngạo vi âm thấp giọng nói ngạo hắn mai yên lặng gật đầu đúng lúc này một âm thanh kinh thiên động địa lại nổ ra trên hàn sơn một lượng lớn băng tuyết đã tung ra bốn phương tám hướng ngạo hắn mai quay đầu nhìn lại trong con người lại lóe lên nước mắt không nghĩ tới băng tinh chim kia đã biến dị thực lực vậy mà có thể sánh với cảnh giới lục địa thần tiên ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn lâm mình chủ của muội e rằng đã tan thành nhiều mảnh dưới vút của nó rồi ngạo vi âm đại khái là nhìn ra điều gì đe thấp tiếng nói ngạo hắn mai không nói nữa cùng với ngạo vi âm chuẩn bị đi đường vòng nhưng đúng vào lúc này trên con đường không xa đột nhiên xuất hiện một lượng lớn thân ảnh hai người hô hấp bỗng nhiên gấp gáp Ngạo vi âm nhìn chằm chằm một lúc, sắc mặt liền nghiêm trọng. Không tốt rồi, là xương mạch nhất tộc cao thủ. Mặc dù hai cô gái đều bị thương, nhưng tù vị của ngạo vi âm rõ ràng cao hơn ngạo hàn mai rất nhiều. Lúc này thương thế đã cải thiện cũng được đôi chút, thị lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Cô ta nhìn chằm chằm đám người đang lao về phía bên này, ánh mắt cực kỳ ngương trọng. Những người này tuổi tác đều đã lớn, người trẻ nhất trông chừng cũng đã khoảng ngoài 30. Cô ta lập tức nhận ra Ngạo Hỏa Vân không định phục kích bọn họ trên đường trở về, Ngạo Tuyết Thành mà là phái người đi gọi cao thủ của xương mạch nhất tộc theo truy sát bọn họ. Ngạo Hỏa Vân thật tàn nhẫn, hắn trở lại Ngạo Tuyết Thành, việc đầu tiên là phải thông báo cho đám cao thủ của xương mạch nhất tộc tiến hành truy sát chúng ta. Chúng ta dù đi hướng nào thì cũng không thể trở về, Ngạo Vi Âm trầm giọng. "Chị, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Giọng của Ngạo Hắn Mai đanh lại trong không gian thoáng đẳng một bóng người như vậy chúng ta lại bị thương nhất định không thể chạy nhanh bằng ngựa của bọn chúng phải tìm chỗ trốn thôi trốn sao ta có thể khống chế khí tức để cho những cao thủ kia không thể phát hiện nhưng muội thì không thể cộng thêm muội bị thương quá nặng mùi máu tanh không thể che nổi một khi đã người ra được thì chúng ta chắc chắn sẽ chết vậy bây giờ chạy đi đâu ngạo hàn mai thầm hỏi ngạo vi âm nhíu mày suy nghĩ một lúc sau đó mới quay đầu lại nhìn về phía hàn sơn đang đồ sụp thấp giọng nói không phải muội muốn đi lên núi giải cứu lâm minh chủ đó sao chúng ta đi thôi ngay bây giờ lên núi sao Ngạo Hán Mai giật mình, lập tức kịp phản ứng lại. Bây giờ thực sự chỉ có lên núi mới có thể an toàn. Những cao thủ đuổi theo bọn họ chỉ dám loanh quanh dưới chân núi. Hàn Sơn đang trong cơn địa chấn sụp đổ, khiến cho tứ phương chấn động. Cho dù bọn hắn có một vài cái lá gan cũng không dám lên. Hơn nữa, ngọn núi đang không ngừng nổ tung mà sức mạnh của quái điều kia đã bao phủ toàn bộ ngọn núi mà cho dù giờ phút này trên núi vẫn có người đi chăng nữa, thì số người đó đại bộ phận chắc cũng đang hấp hối cho nên không cần phải lên núi để tìm kiếm. Hai người bước chân tập tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí mà đi về phía đỉnh núi. Trong khi đó, trên đỉnh Hàn Sơn, toàn thân Phan Lâm phủ đầy xương giá, hai tay ôm chặt lấy móng vuốt đáng sợ của chim băng, như muốn mượn sức mạnh của chim băng để thoát ra khỏi sự kìm kẹp dưới chân hắn cắn chặt hàm răng phát ra tiếng gầm gừ dị hỏa lại trỗi dậy men theo dọc lòng bàn tay đốt cháy băng tinh chìm nhưng toàn thân của con chim băng được bao phủ bởi băng giá ngay cả dị hỏa cũng không thể thiêu chết nó nhiều nhất chỉ có thể làm tan chảy một vòng băng giá bao phủ trên bề mặt của nó mà thôi băng tinh chìm dường như cảm nhận được đối thủ nó giang rộng cánh bay tới đối mặt với phan lâm ở phía dưới đôi cánh to lớn tung ra một trận cuồng phong đánh một đòn về phía bên này không chỉ vậy nhiệt độ cực thấp dường như đang xuyên thấu xương và linh hồn của phan lâm khiến cho thân thể hắn run lên không được nếu cứ tiếp tục như thế này e rằng mình sẽ chết cóng mắt hai mắt của phan lâm hiếp lại nhìn chằm chằm chim băng dự định chủ động xuất kích hắn liếc nhìn băng giá trên chân do được dị hòa kết hợp với sức mạnh thăng thiên đang không ngừng đốt cháy đã phần lớn băng xung quanh tan đi chân hắn có thể nhấc lên, nhưng băng vẫn chưa tan hết nên đi lại cực kỳ khó khăn. Đột nhiên, bốn bức tường băng xuất hiện xung quanh Phan Lâm, như thể chúng xuất hiện từ hư không, khóa chặt hắn trong tích tắc. Hỏng bét! Hô hấp của Phan Lâm run lên, vội vàng nâng cánh tay ngăn cản. Nhưng giây tiếp theo, một móng vuốt sắc bén hung hăng đâm vào, lập tức đập nát một cánh tay của Phan Lâm. Phan Lâm nặng nề ngã xuống đất, máu từ vết thương bắn ra tung tóe, hóa thành vụn băng rơi xuống đất cánh tay bị gãy lúc này cũng đã tách ra khỏi cơ thể mất đi sự trèo trống của sức mạnh thăng thiên cánh tay của phan lâm lập tức bị hàn khí kinh hoàng kia xoắn lại thành bột mịn vẻ mặt của phan lâm khó coi tới cực điểm tuy nhiên vào lúc này xung quanh hắn lại một lần nữa xuất hiện tường băng lần này giống như là chiếc lồng giam hắn lại không có tầm nhìn phan lâm phòng ngự càng thêm khó khăn hắn vội vàng đem thiên sinh đao nâng lên hướng về phía trước mặt ngăn cản Móng vuốt đáng sợ lúc này đâm vào thiên sinh đao, sức mạnh khổng lồ bật ngược lại, khiến cho cả người và đao bị đánh bay ra ngoài. Phan Lâm nện vào vách núi cực lớn sau lưng, vách núi vỡ vụn ngay tại chỗ. Phan Lâm bị băng bao phủ toàn thân không thể nhúc nhích. Lúc này, hắn phải công nhận rằng bản thân không phải là đối thủ của con chim băng kia. Sau khi bị đột biến, trí thông minh của băng tinh chim chắc chắn đã cải thiện rất nhiều. Nó có thể cảm nhận được sự khác biệt trên người của Phan Lâm. Phan Lâm ở bên trong khối băng chật vật vươn tay ra, ôm chặt thiên sinh đào bên cạnh. Chậm rãi đứng dậy, đem khối băng đầy ra khỏi người. Khi hắn vừa đứng dậy, thì băng tinh chim trực tiếp rơi ngay ở sau lưng hắn. Thân hình khổng lồ như một ngọt đồi, tạo cho người ta cảm giác áp bức vô tận. Lúc này, Phan Lâm ngay cả thở cũng khó khăn. Hắn vội vàng quay lại, dùng đao chém vào cánh tay bị gãy của mình một nhát nhanh chóng tái tạo lại cánh tay bị gãy, đồng thời giơ lưỡi đao hướng ra trước mặt, sẵn sàng phòng thủ. Nhưng lần này, băng tinh chim không có phát động công kích nào đối với hắn, mà là trực tiếp cúi đầu xuống, dùng cái mò sắc bén trực tiếp mổ lấy Phan Lâm. Còn người của Phan Lâm run lên, đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra con yêu thú này đang nhìn trí tôn cốt trên người của Phan Lâm. Nó thực sự muốn ăn tươi nuốt sống Phan Lâm và cướp đoạt trí tôn cốt để gia tăng sức mạnh. Người muốn lấy được món hời sao? Phan Lâm nghiến giang nghiến lợi, thiên sinh đào lại bốc cháy, chém về phía cái mỏ sắc bén của quái điều kia. Nhưng quái điều đã đề phòng trước. Thời điểm trước mỏ sắc bén chọc tới thì một lượng lớn băng đã bao phủ lấy mỏ của nó. Lớp xương băng dày đặc, dù đã bị dị hỏa đốt cháy nhưng cũng không thể tan ra trong một thời gian. Mà ngược lại là dị hỏa bị băng xương hóa tan, cái mỏ sắc bén tiến lại gần, đột ngột mờ ra phan lâm thấy vậy vội vàng đổi tư thế nằm ngang ở thiên sinh đào kẹp giữa hàm trên của quái điều không để cho nó nuốt mình vào trong miệng bằng tình chìm điên cuồng ngậm miệng lại nhưng thiên sinh đào là bảo vật vi thường cho dù nó có cố gắng thế nào thì cũng không cắn được nhìn vào một mảng tối đen bên trong miệng của quái điều phan lâm dường như nghĩ tới cái gì đó lập tức thôi động tất cả dị hỏa rồi rót vào cổ họng của quái điều kia hai cánh tay của phan lâm sáng lên ngọn lửa điên cuồng thôi động dị hỏa chút vào bên trong miệng của băng tinh chim nội tạng của nó hiển nhiên không mạnh bằng bề ngoài được bao phủ bởi rất nhiều băng giá sau khi dị hỏa tiến vào cổ họng lập tức khiến nó đau đớn thân thể to lớn run lên nhưng ngay sau đó băng tinh chim đã kịp phản ứng lại nó lập tức ngưng tụ một màng băng ở trong miệng sẵn sàng phong bế cổ họng và ngăn chặn dị hỏa của phan lâm đang thiêu đốt bên trong nó phan lâm hai mắt nhíu chặt lại nhìn cái cổ họng sắp đóng lại bởi xương giá trong lòng chợt này ra một ý tưởng táo bạo người muốn trí tôn cốt của ta sao? vậy ta ngược lại là muốn nhìn xương cốt của ngươi như thế nào? Phan Lâm hai mắt lạnh lẽo, đột nhiên co thiên sinh đau lại, sau đó cả người nhảy tọt vào bên trong cổ họng của quái điều kia. Thừa dịp kia, bằng xương còn chưa kịp hoàn toàn phong bế cổ họng của nó, trực tiếp vọt vào bên trong bụng của chim băng. Trong khoảnh khắc, quái điều bất động. khi Phan Lâm tiến vào trong bụng của nó, chỉ cảm thấy trước mặt là một mảng bóng tối, nhiệt độ quanh thân vẫn giảm mạnh như cũ. Hắn biết, con chim băng kia đang truyền khí lạnh vào người, muốn đóng băng Phan Lâm đến chết, coi hắn như thức ăn mà tiêu hóa từ từ. Người được như ý sao? Phan Lâm trực tiếp lấy ra Hồng Mông Kim Long, châm về phía thân thể của hắn, đồng thời dùng sức mạnh Thăng Thiên hóa thành một lượng lớn kim khí, không ngừng xuyên qua thân thể của chính mình, nâng cao thực lực của mình lên tới cực hạn. Sau đó, Phan Lâm phát ra một đòn chấn thiên nổ hống, cơ thể ngay lập tức bốc cháy lên cuồn cuộn. Dị hỏa bùng nổ vô song, khiến cho Phan Lâm giống như một hỏa thần, điên cuồng thiêu đốt từ bên trong của quái điều. Lồng ngực của quái điều lập tức đỏ rực lên, đau đớn ngã xuống đất, điên cuồng gào thét. Đang ở dưới chân núi, Ngạo Hán Mai và Ngạo Vi Âm nhìn về phía đỉnh núi. Tỷ, có chuyện gì vậy? Tại sao tiếng kêu lần này của dã thú lại khác lần trước rồi? Ngạo Hán Mai nhíu mày trầm giọng hỏi ta không biết nữa. thành âm nghe có vẻ rất đau đớn. ngạo vi âm hạ giọng. chúng ta có nên tiếp tục đi lên không? không thể đi lên nữa. nếu như lên nữa thì sẽ ở trong phạm vi của nó. nhận thức của con yêu thú đó rất mạnh. một khi bị phát hiện thì chúng ta sẽ không có lối thoát. nhưng nơi này cũng không an toàn. nơi này quá gần. bây giờ chỉ có thể dựa vào may mắn thôi. ngạo vi âm hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn ra ngoài. nhưng mà chỉ nhìn một chút thì cô ta liền thay đổi chủ ý. Chỉ nhìn thấy nhóm người từ xương mạch nhất tộc đang cưỡi ngựa lao thẳng tới nơi này, dường như đã định vị trí của bọn họ. Ngạo Vi Âm sắc mặt đột nhiên thay đổi, như là nghĩ tới điều gì, lập tức ngẩng đầu lên, sau đó mới phát hiện ra rằng trên đầu của hai người có một con chim trắng như đại bàng đang bay lượn. Quên mất chuyện này, Tuyết Ưng được thuần dưỡng bởi xương mạch nhất tộc, nó có thể dễ dàng tìm thấy vị trí của chúng ta, chúng ta đã bị lộ rồi. Ngạo Vi Âm trầm giọng, "Cái gì? Bọn hắn thậm chí còn sử dụng cả Tuyết Ưng sao?" Ngạo hắn mai nắm chặt tay, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Như vậy, chúng ta nhất định chạy không thoát, chỉ có thể cùng với bọn hắn chiến đấu sinh tử một trận thôi. Không vội, chúng ta lên núi trước. Lên núi sao? Nếu đi vào phạm vi của dã thú, tuyết ưng nhất định sẽ tới gần. Nếu đến gần, dã thú có thể giết chết tuyết ưng. Một khi tuyết ưng chết, bọn hắn liền mất định vị. Tới đó, chúng ta có thể nhân cơ hội mà chạy trốn. Cái này được đó, không còn nơi nào để đi, Ngạo Hàn Mai chỉ có thể nghe lời của Ngạo Vi Âm. Hai người đi thẳng lên đỉnh núi. Chạy rồi sao? Đuổi theo cho ta. Đuổi kịp liền giết chết, không cần trần trừ. Một nhóm cao thủ của xương mạch nhất tộc hét lên, lao về phía đỉnh núi. Bọn hắn không muốn sống sao? Mặt của Hạo Ngắn Mai đanh lại. Một khi đoạn video trong tay muội bị phát tán, lúc đó không chỉ ảnh hưởng đến người của Ngạo Hòa Vân, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ xương mạch nhất tộc. Làm sao bọn hắn có thể không đuổi cùng giết tận được chứ? hôm nay bọn hắn hẳn là không từ thủ đoạn bằng mọi giá cũng phải giết chết chúng ta ở chỗ này ngạo vi âm đưa ra quyết định trịnh trọng nói trực tiếp đi gặp quái điều kia ngạo hàn mai đột nhiên nhìn lại kinh ngạc nhìn ngạo vi âm nhìn thấy vẻ mặt cương nghị của cô ta ngạo hàn mai không còn do dự nữa tăng tốc độ bất chấp vết thương có sẵn tại thời điểm này nhưng đúng lúc này Tiếng rít chói tai đầy thê lương liên tục vang lên từ trên đỉnh núi. Sau đó chỉ thấy băng tình chìm khổng lồ trên đỉnh núi đang giang rộng đôi cánh, điên cuồng đập vào mọi thứ xung quanh. Nó bất chấp thứ đó là gì. Hàn sơn bị đập tan nát. Hai nữ tử liên tục né tránh những viên băng đang không ngừng rơi xuống. Khi hai người con gái phóng hết tốc lực lên đến đỉnh núi, họ hoàn toàn choáng váng trước cảnh tượng trước mắt. Nhưng vào đúng lúc này, quái điều đang nằm trên đống băng vụn của Hàn Sơn không ngừng vỗ cánh. Nhưng nó không đứng mà nằm trên mặt đất, phát ra những tiếng rít chói tai. Cơ thể khổng lồ được bao phủ bởi khối băng càng thêm run rẩy. Đây là đang xảy ra chuyện gì vậy? Hai nữ tử hoàn toàn sửng sốt trước cảnh tượng này. Tại sao con quái điều này lại trở nên khốn khổ đến như vậy? Đừng nói là có vị cao thủ nào đó đã đánh cho nó trọng thương rồi. Ngạo vi âm thấp giọng thì thầm, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không có ai hết. Lâm Minh Chủ đâu? Ngạo Hàn Mai cũng không ngừng nhìn xung quanh, nhưng xung quanh cũng không thấy bóng dáng của Phan Lâm. Đừng nói là Phan Lâm đến thi thể cũng không còn nữa. Hàn Mai, đừng suy nghĩ nhiều. Với tình huống này, cơ hội Lâm Minh Chủ sống sót gần như bằng không. Chúng ta hãy nghĩ cách đối phó với đám người kia trước đã. Ngạo Vi âm quay đầu lại, nhìn những cao thù trong xương mạch nhất tộc đang đuổi theo sau lưng, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Những cao thủ đó của sương mạch nhất tộc không hề sợ hãi trước băng tinh chim. Bọn hắn vẫn đang đuổi theo hai người. Nhưng khi nhóm của bọn hắn nhìn thấy trạng thái của băng tinh chim lúc này, tất cả đều không tin vào mắt mình. Rõ ràng, bọn hắn không quan tâm quá nhiều đến tình hình của quái điều kia. Kể từ khi hắn dám xông lên đỉnh Hàn Sơn thì cũng là lúc bọn hắn đã đặt cái chết của chính mình sang một bên rồi. Bọn hắn nhất định phải giết được Ngạo Hàn Mai và Ngạo Vi Âm để diệt khẩu, nếu không, địa vị của xương mạch nhất tộc trong Ngạo Tuyết thế gia sẽ phải hứng chịu một đòn trước nay chưa từng có. Đám người tung người xuống ngựa, mặc dù ngựa của bọn họ cưỡi đều là ngựa tốt nhất trong xương mạch nhất tộc, nhưng trước mặt băng tinh chim to lớn này, đám ngựa vẫn sợ hãi đến mức không thể đứng thẳng được. Họ rút kiếm ra, nhìn Ngạo Vi Âm và Ngạo Hàn Mai chằm chằm, rồi cùng bước lên, Hàn Mai chạy đi ngạo vi âm rút kiếm quát khẽ tỷ sao tỷ không đi ngạo hàn mai nghiến răng hỏi lại bây giờ chúng ta đang ở trong tình thế tuyệt vọng rồi chúng ta không thể cùng nhau trốn thoát được chỉ có thể một người chạy và một người ở lại thôi ngạo vi âm thấp giọng nói vậy thì tại sao không phải là muội ở lại ngạo hàn mai lập tức hỏi muội sao ngạo vi âm hử lại với sức lực yếu ớt và suy nghĩ ngây thơ của mình muội sẽ làm gì để ngăn cản những người này đây nếu muội ở lại, chỉ sợ ta chưa chạy xuống tới chân núi thì muội đã bị đám người này giết chết rồi, để cho muội ở lại thì có ích lợi gì chứ?" Ngạo Hàn Mai nghe xong, lòng có lửa giận nhưng rất nhanh đã kịp thời phản ứng, "Đây là phép khích tướng của Ngạo Vi Âm. Đi nhanh lên, ta có thể dùng quái điều này để đối phó với người của xương mạch nhất tộc. Nếu như muội thật sự muốn giúp đỡ thì hãy nhanh chóng xuống núi, trở về gia tộc kêu người đến hỗ trợ chúng ta." Nói xong, ngạo vi âm quát lớn, giờ kiếm lao về phía nhóm cao thủ của xương mạch nhất tộc. Nhìn thấy vậy, ngạo hắn mai chỉ biết cầm nước mắt mà quay đi. Nhưng ngay khi cô ta chuẩn bị chạy trốn, thì một luồng khí đột nhiên đập vào ngực của cô ta mà không hề báo trước. Ngạo hắn mai lập tức nôn ra máu, nặng nề ngã xuống đất. Nhìn thấy điều này, ngạo vi âm, người đang chiến đấu với xương mạch nhất tộc, ngay lập tức rút kiếm và lui về phía sau, nhìn về phía ngạo hàn mai với vẻ đầy kinh ngạc ở bên kia ngọn núi một lão già người bần áo bào đen núi dương hồ tử chậm rãi đi xa lão nhân tóc bạc da mồi hai mắt trũng sâu con người đều là tia lạnh lẽo khóe miệng lại cong lên nụ cười dữ tợn ngạo hắc đầu lão nhân cũng đến rồi ư ừ. ngạo vi âm mắt đông cứng lại thế nào ngạc nhiên lắm sao ông lão liếc mắt đưa tay ra nói điện thoại đâu giao ra đây ta sẽ cho các người chết toàn thầy nếu không giao ra, thì các người sẽ trở thành thức ăn trong miệng của con súc sinh này. Ngạo vi âm vốn biết được thực lực của lão nhân nên đã lập tức chạy tới, kéo ngạo hàn mai trên mặt đất lên, từ từ hướng về phía băng tinh chim. Ngạo hắc đầu, thế mà cũng thật sự tới rồi. Xem ra lần này, Dương Mạch Nhất Tộc đã chơi hết cả vốn lẫn lời. Bao nhiêu cao thủ đều phái tới truy sát chúng ta. Hàn mai, hôm nay chúng ta sợ rằng không thể về ngạo tuyết thế ra rồi. Ngạo vi âm nhau mắt lại nói thầm tỷ là muội hại tỷ rồi ngạo hán mai ôm ngực yếu ớt nói ngạo vi âm không nói lời nào nhìn đám cao thủ đang không ngừng vây lấy hai nữ tử cô ta khản giọng nói muội muốn chết dưới tay những người này hay là muốn chết trong miệng của con quái vật kia ngạo hán mai run lên lập tức hiểu ý của ngạo vi âm cô ta im lặng mà đối phương lại một khắc cũng không ngừng không ngừng áp sát vị trí của cô ta cho đến khi cách băng tinh chim tầm 100 mét, người của xương mạch nhất tộc mới dừng lại. Nơi này hàn khí đã mười phần khủng bố. Quái điều đang vỗ cánh liên tục, một tiếng kêu như tê tâm liệt phế phát ra từ miệng của nó. Không ai biết chuyện gì xảy ra với băng tinh chim cả. Vậy mà lúc này còn tới gần nó, quả thật là hành động ngu xuẩn. Cho nên đám người từ xương mạch nhất tộc này cũng không dám quá bốc đồng. Theo ý của bọn họ, hai nữ tử đã ở gần băng tinh chim như vậy, sợ là sớm thôi sẽ bị băng tinh chim ăn thịt. Nhưng mà dù quái điều đã để ý đến hai chị em rồi, nhưng nó không chọn ăn thịt hai người, mà ngược lại, nó vẫn vùng vẫy, trông vô cùng đau đớn. Điều này khiến cho những người trong xương mạch nhất tộc có chút khó tin. Chạy đi! Ngạo vị âm dường như đã nhận ra điều gì đó, lập tức nắm lấy cánh tay của Ngạo Hàn Mai, từ bên cạnh quái điều chạy đến đầu bên kia. Không tốt rồi, xúc sinh này dường như không có ý định giết các cô ta. Nhanh lên, ngăn cản hai đứa nó lại! Lão giả quát khẽ, đám người vội vàng lao về phía ngạo vi âm và ngạo hàn mai. Tu vi của lão giả cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt đứng chắn trước mặt ngạo vi âm. Chết đi! Đồng tử của ngạo vi âm ngưng tụ, sát khí dâng trào, cô ta giơ tay chém mạnh về phía lão giả kia. Hai bên ngay lập tức lao vào cuộc chiến. Thấy vậy, ngạo hàn mai cũng bỏ qua thương thế mà lao vào tham chiến. Nhưng các cao thủ phía sau của xương mạch nhất tộc toàn bộ đều đã đuổi đến nơi này sau một hồi bao vây hai cô gái không thể cầm cự được nữa ngạo hắn mai trúng một nhát kiếm vào bụng bị chém ngã xuống đất khó gượng dậy được mặc dù ngạo vi âm liều chết chiến đấu nhưng vẫn bị đánh bại những kẻ thù xung quanh cánh tay cầm kiếm bị cắt đứt máu trào ra cô ta cũng không còn khả năng để chiến đấu đến lúc lên đường rồi không chút do dự ông lão giơ kiếm lên hai nữ tử cùng nhìn lên ngạo vi âm nhắm mắt lại khuôn mặt xám như cho tàn chờ đợi cái chết đến ngạo hắn mai đau khổ không thôi trong mắt tất cả đều là oán hận và tuyệt vọng nhưng mà đúng vào lúc này một tiếng nổ kỳ lạ đột nhiên phát ra từ cơ thể của con chim khổng lồ kia mọi người đều sững sờ sau đó mọi người chỉ thấy bằng tinh chim không còn động đậy nữa hai đôi cánh khổng lồ của nó trực tiếp rơi xuống đất cẩn thận khi mọi người nghe thấy, vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy đôi cánh khổng lồ của quái điều kia rơi xuống tạo thành một tiếng nổ lớn. Đám đông vội vã tranh đi, ngạo vi âm dùng mình, lập tức lăn sang một bên. Ôm ngạo hàn mai trong tay, thoát khỏi đôi cánh khổng lồ đang rơi xuống. Mọi người đồng loạt nhìn xung quanh. Đại nhân, còn băng tinh chim này dường như đã chết rồi. Có người chừng to mắt, âm thanh run rẩy nói. Chết rồi sao? Lão già ngạo hắc đầu cũng khó tin, nhìn chăm chằm quái điều một hồi, nghiêng đầu trầm giọng nói. Người đi qua đó nhìn thử xem. Người kia run lên bẩn bật, kinh ngạc đến cực điểm. Còn không mau đi. Ông già hét lên, biết không thể chạy thoát, tên này nghiến răng chịu đựng, chỉ có thể kiên trì tiến lên phía trước. Nhưng người đàn ông vẫn chưa tới được gần xác của băng tinh chim, thì băng tinh chim đột nhiên rung lên. Cái xác khổng lồ lóe lên một màng lớn mảnh vỡ, cả ngọn núi dường như lắc lư theo tiếng nổ đám người giật nảy mình. Người đang tới gần xác băng tinh chim sợ hãi tới tột độ, kinh ngạc lùi lại phía sau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Ngạo hắn mai chừng lớn đôi mắt, ngơ ngác hỏi. Ngạo vi âm không nói, chỉ nhíu mày. Đại, đại nhân, nó có vẻ như chưa chết. Người kia run rẩy nói. Nó chưa chết sao? Nhưng ta nhìn thấy khí tức của nó vốn đã không còn bao nhiêu nữa. Nếu nó chưa chết, vậy thì giúp nó đi. Người qua chặt đầu nó cho ta. Lão giả lại hét lên đại nhân, cái này... Người đó sao dám hành động mạo hiểm như vậy? Hắn do dự một lúc. Nếu như người không đi, có nghĩa là không tuân lệnh ta, đồng nghĩa với việc phản bội xương mạch nhất tộc. Người muốn trở thành kẻ phản bội của xương mạch nhất tộc sao? Lão giả lại quát lớn một lần nữa, đẩy người kia đi đến tình thế tuyệt vọng. Người kia khóc không ra nước mắt. Đại nhân, tại sao chúng ta không thông báo cho người của thế gia đến? Ngù xuẩn, nếu thông báo cho người bên thế gia đến, thì chúng ta làm sao có thể độc chiếm xác của băng tinh chim này được đây? Nếu như xương mạch nhất tộc chúng ta có thể lấy được xác của quái điều này, thì tới lúc đó chúng ta khác gì một bước lên trời. Sau này có muốn tìm cơ hội chống lại thế gia cũng không có vấn đề gì. Lão giả mắng lớn, người đàn ông đã hoàn toàn khuất phục, lại một lần nữa lấy hết can đảm tiếp cận với quái điều kia. Lúc này Thân thể của quái điều lại rung lên, các khối băng trên bề mặt của nó nứt ra từng khúc, như thể xác của nó sắp nổ tung vậy. Hơi thở của mọi người đều đông cứng lại, nhìn chằm chằm về hướng đó. Lại một âm thanh khác phát ra, là từ trong bụng của chim sao. Ngạo Hàn Mai rốt cuộc nghe được gì đó không khỏi hô ra thành tiếng, trong bụng nó hình như có cái gì đó. Các cao thủ của Sương Mạch nhất tộc cũng hét lên, nhanh, nhanh chém nó đi. Lão già cũng cảm thấy tình hình không ổn, lập tức hét lên. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi lao về phía quái điều kia, giờ kiếm lên chuẩn bị chém vào đầu nó. Nhưng đúng tại thời điểm này, lưng của con chim đột nhiên bị đánh xuyên qua, sau đó một chất lỏng màu xanh lam phun ra, lao thẳng lên bầu trời như một cái trụ băng. Sau đó, từng đợt gió lạnh vô tận phun ra từ lỗ thùng trên lưng của băng tinh chim, trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ hàn sơn. Nhiệt độ lại một lần nữa hạ xuống, đã đến âm gần ngàn độ. Lúc này, tất cả mọi người biết rằng băng điều đã chết, con quái vật vô song này đã thực sự chết rồi. Lý do là gì? Ai giết nó? Tất cả mọi người run lầy bầy hoảng loạn, mọi con mắt đều tập trung vào lưng của băng điều kia. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Mọi người đào mắt nhìn, lúc này mới thấy một người đàn ông với phần trên trần trụi đang từ từ chui ra khỏi lỗ thủng trên lưng của băng tinh chìm. Ngạo hắn mai hơi thở run lên, hai mắt đờ đẫn, điều này là không thể nào ngạo vi âm thất thanh đây là kẻ nào lão già gần như gào thét ai có thể nghĩ tới trong cơ thể của băng điều kia lại có người chứ các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 563 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rể tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyền bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.